Dạ, và bây giờ thì con xin được phép đứng lên trên sân khấu hát một cái trích đoạn cải lương mà quý vị rất yêu thích, cũng như là con nhớ mãi cái đến một cái người thầy, cũng là một người mẹ ở trong nghề của con, đó là cố nghệ sĩ tài danh Bạch Mai, với trích đoạn. Biết trích đoạn gì rồi chưa ạ? Của Bạch Mai. Biết trích đoạn gì không ạ? Cải lương Hồ Quảng. Mà ngày xưa mấy mẹ ghét con lắm, nhưng bây giờ thương mới chết chứ. Đúng rồi, Sử Án Phi Dao xin được phép bắt đầu. Dạ không sao, con vậy đó, bệnh vậy chứ ra sân khấu hát. Dạ, đã nói là hát mà có thể đứng chết trên sân khấu hát mới là người hạnh phúc của người nghệ sĩ, đúng không ạ? Và xin nghe kịch bản Sử Án Phi Dao. Một tràng pháo tay cho âm thanh tuyệt vời của chúng ta quý vị ơi. Mấy anh đẹp trai không à? Yeah! Nhìn giấy bút thêm đau lâu chờ đợi cô nhân rồi. Đừng sâu đừng khổ hỡi quân dương, đừng xúc động bồi hồi. Cầu sung tương không còn đôi ngô chức, thổn thức lệ hai hàng thì dân ba tình ca. Rồi đây ai của người giàu bước giữa thềm qua, cùng nắm tay nhau khi trăng tà nghiêng bóng. Là thiên tử tình yêu đâu tuyệt vọng, chỉ có một phi dao ở mộng xuống quang mồ. Nhân dân dân đời hồn theo khói. Sống đường tha thứ con đã gây ra, nắng tàn thầm tình trương quân mơ lòng nhân cho em gỡ. Con thấy hát 4 bài cũng đủ rồi. Dạ, khi có dịp khác con sẽ trở lên con hát nữa. Bởi vì các em ở bên trong vẫn còn dài. Cho nên là một lần nữa con xin kính chúc tất cả các cô chú, các anh chị cùng các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong hạnh phúc. Và công việc lúc nào cũng thăng tiến đại phát tài. Nhớ mỗi tháng, mỗi kỳ, mỗi năm đến thắp nhang cho đình thần của thần ông của chúng ta, thì mọi việc lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió ạ. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Quý vị thấy nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền sức khỏe không tốt lắm, nhưng mà chị cũng đã cháy hết mình trên sân khấu để biểu diễn tặng cho bà con. Xin bà con một tràng pháo tay nữa để chúng ta cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền.